Harigun bất ngờ nhập viện lúc 4 giờ sáng. Harigun đăng trên trang cá nhân tình trạng sức khỏe của mình và thông báo vừa phải đi bệnh viện. Hôm nay, trên trang Facebook cá nhân, Harigun bất ngờ đăng tải dòng trạng thái than phiền về tình trạng sức khỏe của mình, với hàm ý dường như bị ngộ độc thực phẩm nhẹ. Cụ thể, vợ của Tranh Hài Trấn Thành cho rằng cô bị sốt 39,5 độ, đau từ chiều đến 4 giờ sáng và cuối cùng phải nhập viện để tiêm thuốc. Bác sĩ kết luận cô bị viêm ruột vì ăn đồ không sạch. Ngoài ra, nữ diễn viên Chàng Trai Năm Ấy còn cho biết nhiều khả năng bản thân đi chơi và đã ăn phải thứ gì đó không hợp vệ sinh dẫn đến việc đau bụng. Nhiều fan bày tỏ sự lo lắng cho bà xã Trấn Thành và sốt sắng vào hỏi thăm. Trước đó vào tháng 10 năm 2016, nữ ca sĩ Hương Đêm Bay Xa phải phẫu thuật mổ ruột thừa. Năm 14 tuổi, nữ ca sĩ từng phải nhập viện vì bị bồi thực khi cùng một lúc ăn hết một cái bánh pizza, hai phần pasta, hai ly sinh tố. Năm 27 tuổi, Harigun từng bị bệnh ung thư cổ tử cung và phải phẫu thuật hai lần, điều trị bệnh trong một năm tại một bệnh viện ở Hàn Quốc. Harigun bày tỏ khao khát được làm mẹ từ nhỏ nhưng vì căn bệnh ung thư tử cung khiến cô chưa thể thực hiện được. Dù đã trải qua hai lần phẫu thuật nhưng sức khỏe của nữ ca sĩ vẫn chưa ổn định. Bà xã Trấn Thành cho biết bản thân từ lâu luôn khao khát có con. Nữ ca sĩ từng lên kế hoạch kiếm tiền, ổn định cuộc sống với mong muốn sau này có thể lo tốt cho tương lai của đứa bé. Harigun bộc bạch, bản thân tôi từ xưa đến bây giờ luôn khao khát chuyện có con. Khi dưới 30 tuổi, lúc nào tôi cũng phải cân nhắc chuyện nếu muốn có con thì phải có kinh tế ổn định, chứ không phải muốn đẻ là đẻ. Nếu không có tiền lo cho con, tôi không chịu nổi. Sau 30 tuổi, tôi tự kiếm tiền và mua được một căn nhà cho bản thân. Nhưng hiện tại thì... Harigun nghẹn ngào khi chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại. Cô cho biết, chưa thể sinh em bé vì căn bệnh ung thư cổ tử cung có nguy cơ tái phát. Tôi bị ung thư tử cung, phải mổ hai lần. Tôi tưởng bây giờ hết rồi, vì cũng đã 5 năm thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi. Nhưng mới đây, tôi đi khám lại thì mới biết vẫn còn viêm. Tôi đã phải cắt rất nhiều. Căn bệnh này không có cách nào điều trị được. Miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới từ tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị vô sinh. Harigun rơi nước mắt chia sẻ. Khi đối diện căn bệnh, Harigun không dám nói chuyện điện thoại trực tiếp với mẹ để chia sẻ bệnh tình của mình. Vì sợ bà lo lắng, chỉ dám nhắn tin. Khi chương trình kết nối tới mẹ ruột của Harigun trên sóng truyền hình, bà nhắn nhủ con gái: "Cảm ơn con vì là con gái của mẹ, và điều đặc biệt quan trọng là mỗi khi con cảm thấy mệt mỏi hay có việc gì khó khăn thì hãy nhớ nói với mẹ nhé, đừng có giấu mà chịu đau một mình con nhé." Những lời tâm tình của mẹ khiến Harigun không khỏi nghẹn ngào. Hoa hậu Hương Giang bày tỏ xúc động khi lắng nghe câu chuyện của Harigun. Cô chia sẻ: "Nếu được điều ước có người không sinh con được, tôi mong mình là trường hợp đó. Bởi hơn ai hết, tôi biết rõ bản thân không thể có cơ hội, nhưng chị Hari thì lại khác. Tôi mong các chị đều mạnh khỏe, may mắn sớm đến để được thỏa nguyện." Trước đó, trong tập 10 của chương trình, Harigun cũng từng nghẹn ngào tủi thân khi chia sẻ: "Đến thời điểm này thì chị Khanh, Lâm Vĩ Dạ cũng có con rồi, nhưng em thì chưa. Một phần cũng do sức khỏe của em đã phẫu thuật tử cung 2 lần nên giờ tử cung của em ngắn hơn người bình thường. Khi mang bầu sẽ khó giữ được em bé và rất nguy hiểm. Một phần nữa là có con thì mình không làm được gì hết trong vòng 2 năm tới." Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.